thầy nói rồi, thầy trên 24 chức chủ tịch và làm đại tá thôi. Đại tá công an à? Tòa án tối cao, viện kiểm sát nhân dân tối cao, viện quan sát cảnh sát điều tra, bộ công an, bộ quốc phòng. Đại tá Phúc à? Ở đó thầy có chức vụ gì đâu, họ đặt ra vậy đó. Rồi 24 chức chủ tịch là có thật, tại họ bổ nhiệm quyết định chủ tịch hội đồng cố vấn, chủ tịch đương chức đương nhiệm. Và chính trong cái công ty thành lập ra công ty cổ phần là mình, thầy là chủ tịch hội đồng quản trị, là người cao nhất. Thầy có quyền bổ nhiệm phó chủ tịch, tổng giám đốc, giám đốc và phó giám đốc và tất cả các văn phòng điều hành, đúng không? Rồi là đoàn luật sư và luật sư nữa. Biết bao nhiêu chức vụ mà nói, chắc cũng ngoài 50 chức vụ á. Toàn là đầu ngành của bộ không, ngoài trung ương không. Luật sư rực rừng luôn á. Cãi gì cũng cãi lại hết á. Thì do tụi con nói thôi chứ thầy có gì ăn học. Đâu phải cô tại cho con nghĩ sai nè. Ăn học thì có cái bằng đó, nhưng mà con đâu có làm việc gì là đâu có chức vụ gì đâu. Ví dụ giờ con học công an ra mà con không làm việc ở xã phường cũng đâu có chức vụ, ta đâu có bổ nhiệm, con đâu có làm việc là đâu có gì đâu. Giống như con học đại học ra luật sư mà con không ra lấy cái giấy mà kêu bằng con phải học nghiệp vụ trong vòng 3 tháng để thành một cái giấy là chứng nhận cho con là một người luật sư chuyên ngành báo chí. Vậy con học đại học báo chí ra phải đi học cái ngành gì, nghiệp vụ báo chí riêng một cái đó mới được là phóng viên nhà báo, mà phải làm cho một cái tờ báo nữa rồi người ta bổ nhiệm mới được luôn. Chứ không phải con lấy cái bằng rồi ra giờ con có học bất cứ bằng gì cũng ra cũng chưa có là có nhiệm vụ gì cả. Thầy cho con hỏi mấy bữa nay thì thầy có tin tức gì về chị Thứ Hằng không thầy? Thì giờ thì Hằng đang nằm lên tấm hớp, bất cứ họ chặt giờ nào cũng được. Rồi Nguyễn Thị Phương Hằng thì rất là nhiều chứng cứ và có 7 tờ đơn rất là nghiêm khắc đang chưa giải quyết, và tòa án đang chuẩn bị kết luận và kết án thì tội cực kỳ nặng. Thì thầy nói có tiền giải quyết giảm tội thôi, nhưng mà có nhiều tội không giảm được. Thầy có cách gì để giúp đỡ chị không? Thầy nói rồi, giờ chỉ có đồng tiền thì thầy có thể binh vực được một phần nào đó theo cái quyền con người và cứu được, giảm tội và giảm năm tù thôi được. Nhưng mà có tiền đâu, Hằng có cho thầy cách nào, có gỡ thầy đâu mà thầy giải quyết. Giờ thầy nói là người hoài giống như thầy còn bình tĩnh. Thứ nhất trong gia đình không phải bình tĩnh, mà người hoài là người sáng suốt nhất là để giải quyết và bình tĩnh, để nhờ luật sư, nhờ đoàn luật sư trong nước quốc tế. Và thầy là có đoàn luật sư quốc tế trên 100+ nước, đoàn luật sư lớn nhất ở nước ngoài và ở Việt Nam luôn, và đoàn đại sứ quán và hội Việt Kiều, rồi nhiều cái tổ chức luật sư mà giỏi về quốc tế. Nhưng mà có ai nhờ đâu. Còn riêng thầy không phải giải quyết, mà giải quyết cái gì cũng phải tốn tiền. Giờ thầy muốn giải quyết giờ chính thầy đi, thầy gặp hạn cũng phải có tiền mới giải quyết, không tiền thầy cũng chết luôn. Mà không có người đơn từ, không có đoàn luật sư kiện cáo cũng không được luôn. Ủa thầy, rồi nếu như mà bây giờ chị Hằng chị bỏ tiền, chị muốn thầy bào chữa thì khoảng bao nhiêu là đủ thầy? Bao nhiêu là thầy mới đi? Thầy nói giờ thì có tiền thì trăm, không tiền thì 100 tỷ, tiền thì 300 tỷ cho thầy khó một chút. Còn nếu 1000 tỷ là thầy nói tóm gọn bao xô luôn. Nghĩa là bao xô luôn, Dũng luôn, mốt Dũng thầy cũng cứu luôn. Dũng cũng đang nằm vùng, cũng đang chuẩn bị Hằng xong rồi tới Dũng nhiều thứ là liên quan với đất đai với xây dựng. Nói tóm gọn vi phạm nhiều công trình, không giấy phép và không qua Sở Tài nguyên Môi trường. Nên là dính vào cái gì là đất đai và bất động sản. Hằng thì dính vào cái gì khác, nhưng mà Dũng dính cái vụ mà ta nói là đất đai và xây dựng và công trình đó, thầy biết cái vấn đề đó.
Rồi nhiều khi đất rồi ta nói là khi giờ người ta đất của hồi nào giờ của Dũng đa số là những cái nơi của nhà nước, Trường Sa là của nhà nước, cái đất kêu bằng Đại Nam là của nhà nước. Tại đất đó là đất quan trọng, và Dũng hồi xưa là người có công với nhà nước, chỉ là từ cái quốc phòng với là quân đội ra người ta cung cấp rồi 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 mua cái đất một phần là của nhà nước, nên giờ người ta tịch thu lại là làm gì vậy không? Theo thầy nhận xét thì cái tội của chị Hằng thì đi mấy năm là xứng đáng rồi. Thì để nói rồi, cái tội thứ nhất là hôm nay đang tại giam là ta biết là 7 năm tù rồi. Nếu giảm cái tội nhất là còn mấy năm tù thì có tiền. Còn khi cộng nhiều cái tội khác, ta chưa mà 7 tờ đơn đó không có nhỏ đâu. Bu khống các ca sĩ nghệ sĩ dù có hạng thật, nhưng mà mình thi kiện người khác mà không có thực kiện lại là mình phải chịu trách nhiệm 100% trên cái vụ án đó. Mà 7 cái tờ đơn không phải rồi, nhiều cái vụ án nói tiếp nhau nữa, rồi vụ báo chí truyền hình truyền thông nữa, chúng đang đụng chạm với nhiều tổ chức, rồi đụng chạm luôn cả nhà nước luôn, cả chủ tịch thành phố luôn, phó chủ tịch, rồi cả một trung ương, cả một quốc hội luôn, là không chuyện dở. Thì cái này là thầy nói rồi, thứ nhất có tiền giải quyết, thứ hai là người có bình tĩnh và phải có cái nghiệp vụ chuyên môn và xả tiền ra thi. Thầy nói cúng cho thầy đi 300 tỷ đừng nói là, nhưng mà thầy có phương pháp để cứu, nhưng mà phải biết sửa. Thầy nghĩ cái này có phải là cái nghiệp của dì Hằng vậy phải trả không thầy? Đúng rồi, cái nghiệp là nghiệp rồi, đã nói trong đạo Phật là nghiệp rồi, khỏi cần chối cãi. Nghiệp quật đánh đổi cả cuộc đời mình là đời trước làm thì đời nay phải trả. Chỉ bây giờ nếu như mà sau này mà ra tù á thì có nên ăn chay niệm Phật không thầy, sám hối không? Thầy nói rồi, người có tội dù ăn chay không ăn chay gì cũng có giá trị vậy chứ, có ăn chay niệm Phật cũng giá trị gì, và có hối cải cũng có giá trị gì. Thầy nói rồi, làm sao mà có nghĩa làm sao mà vượt qua những cái tội mà mình đang bị giam cầm và đang tù tội này, chứ đừng có nói gì chuyện tu hành tâm linh gì, mất công không có giá trị gì. Cho dính vào pháp luật không có nói tình cảm anh em gia đình, và không có nói tình cảm, rồi không có nói về tôn giáo Phật giáo gì cả. Ông thầy chùa cũng vẫn tử hình, cũng vẫn bị tù trung thân. Con có nghe hai ông sư chưa? Ôi, ông sư ở Trà Vinh, Vĩnh Long gì đó quên hả đó. Đó là Khích Quốc Ngọc là trung thân, ông chọn cách là tử hình. Đó là 68 tỷ, gần cả 100 tỷ. Rồi một ông sư ở Long An, rồi một ông sư ở Sóc Trăng nữa, rồi ở ngoài Hà Nội mấy ông sư nữa. Dính vào pháp luật không, chung khăn tử hình, chứ không có ông nào tha thứ thầy. được. Mình thấy đi tu là đâu có tham lam sân si gì đâu, mà mấy mấy thầy này không tiền dữ thầy. Trời ơi, hỏi thầy hỏi hay, giờ có pháp luật, có đảng nhà nước chính phủ, có các hội đồng nhân dân, có công an điều tra, có tòa án nhân dân tối cao điều tra, có nhân dân làm chủ, có pháp luật và tin tưởng vào pháp luật Việt Nam nghiêm minh nghiêm khắc và làm việc rõ ràng minh bạch cần kiệm liêm chính. Rồi nước làm sao để đó, lát ai tới mời đi, còn nhiều để sư phụ mua cho. Dư đem lại hen, sư phụ mua hết rồi. Cái hương hướng đệ tử tôi đi bán nước. Thầy thầy có gặp chị Hằng ở đời bao giờ với thầy? Thôi cứ gặp gặp quan trọng. Rồi chị nói cho tiền thầy nhưng mà thấy đâu. Thì bán ở đâu con? Bán cái gì vậy? Chị giờ thầy nói rồi, phải tin tưởng vào pháp luật hiến chương hiến pháp và pháp luật Việt Nam đừng coi thường, và phải tôn trọng đảng chính phủ nhà nước quốc hội và các ủy ban quận huyện khác nhau. Thì nhà có nhà quốc hội,
nhà đảng cộng sản, nhà công an, nhà quốc phòng, nhà chùa, nhà tôn giáo, nhà quỹ ban, cái gì cũng nhà hết, không có cái gì là cá nhân hết, mà không có gì tập thể, không có gì tổ chức cả, điều chung một cái sự là gì, tôn trọng quyền con người và tôn trọng pháp luật, đều là một căn nhà Phật pháp, căn nhà chùa, căn nhà tôn giáo, nhà vào nhà Phật, nhà thờ, thấy đâu cũng nhà thờ tín ngưỡng. Còn người không biết mới phân biệt chùa, nhà, tịnh tháp, tịnh tháp, chứ cái nào cũng nhà. Giờ thầy nói giờ, giờ lên nhà Hương Hóa, nhà thể thao, cái gì cũng nhà, nhà quốc hội. Có bao giờ con nói ra nhà nước thôi, cái quốc hội nói cái lại vậy? Ủy ban quốc hội, nhà quốc hội, nhà sàn Bắc Hồ, nhà truyền thống, nhà chùa. Chứ có ai nói cái tên cái tại cái chùa giống như là đạo Phật kêu chùa chú quyền là đạo đạo thiên chúa chúa chùa chúa chùa chúa 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 chùa chùa chúa chúa chùa chùa chúa chúa chùa chùa chúa chùa chúa chúa chùa 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 chúa 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 chùa 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 không trời ơi cái nhà tăng lê họ đến nhiều chết cái họ nói trời ai chết rồi ông nào ông bự nhào nhào tới thầy nói hai cái thầy nói cái nhà nào họ sợ nhất mà thầy sợ nói cái nhà nào họ đến nhất thầy nói cái nhà nào không nhà tù họ đến nhiều nhất với cái nhà gì nhà địa ngục nhà Phật nhà chùa ai cũng sợ thầy nói nhà chùa họ sợ nhất tới giữ giới nè ở chùa tu nè thì giờ thầy nói Hằng đã nói rồi thầy nói từ lúc đầu cho đến tới bây giờ thầy nói đưa cho thầy có 300 tỷ ngàn tỷ đám là bao nhiêu Hằng còn nói tiền khỏi lo thầy ơi thầy đừng có lo cho con có tiền mà lo thì giờ cũng nói chăng vậy đi con có tiền mà lo tàu với con có tiền ai mà tử hình con cơ thầy xưa thầy có nhớ thầy đã khuyên gì Hằng gì về trước rồi đó không đúng rồi khuyên hết rồi Dũng thầy cũng khuyên nhưng mà giờ thì người ta nói là ở tại nơi cư trú không cho đi khỏi địa phương khuyên như thế nào